Chiều nay, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV do đồng chí Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao tặng quà hỗ trợ nhân dân thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ vừa qua. Khu dân cư thôn Vân Nghệ nằm hoàn toàn ngoài sông Hồng với hơn 350 hộ dân. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ đã khiến cho hơn 160 hecta canh tác chuối và húng quế của người dân thôn Vân Nghệ bị thiệt hại. Hơn 3.000 vật nuôi bị ảnh hưởng, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn do bị cô lập hoàn toàn. Đoàn đã trao tặng 500 hộp sữa cùng 50 triệu đồng đến với người dân với mong muốn giúp đỡ một phần nhỏ những thiệt hại mất mát của người dân. Sự hỗ trợ kịp thời về cả vật chất và tinh thần đã tiếp thêm động lực cho người dân nơi đây sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.